Hôm nay mình xin test cái băng tải chuyển cái bình nước uống nha mọi người nha. Đó. Chuyển bằng băng tải dài 14 mét do khách hàng đặt. Chạy rất êm luôn, motor chạy em ru. Đúng là motor Nhật. Chạy em ru mát rượi luôn. Đó. Băng tải này bề ngang lọt lòng nó 40 nè. 400 ly. Dài 14 mét. Chạy bằng inverter của Nhật. Có tủ điện inverter luôn. Đây, tủ điện inverter của Nhật, hãng Toshiba. Rồi cái bình nó chạy tới đầu ngày nó tự ngắt mọi người nha. 14 mét mà cứ bỏ dây chuyền lên thôi. Tới đây là có cảm biến dừng lại, dừng bình lại. Đó, tới đó thắng được rồi không? Hả? Được không? Rồi lấy ra thôi. Bê xuống là chạy tiếp. Bê xuống là anh chạy nữa. Chạy nữa. Ừ. Bê xuống chạy nữa hay mà lấy bình này bình kia mà bóc không kịp á, nó không có rớt cái bình xuống. Đó, nó chạy tới đó nó dừng à. Ừ. Dừng mình bê ra. Cho lên hả? Cho lên bên đây hả? Đưa cái cần này qua tới một chút. Mình rút cái cầu này ra mình xây lên cho nó xéo lên. Không, con này nè. Nhận con này. Còn con này là chơi siết giữ cái cần này cho chắc thôi. Cái con này nè. Anh dặn ra nó có cái khớp răng. Anh dỡ lên luôn rồi anh thả xuống lại. Cái đó chỉnh thoải mái à. Cái công tắc này của Omron nó chạy là bao bền luôn á. Dài 14 mét luôn, thoải mái luôn, có giới hạn cuối hành trình luôn đó. Rồi cảm ơn mọi người đăng ký kênh nha, chào tạm biệt mọi người.